gốc người Quảng Ngãi chúng tôi luôn cầu thị lắng nghe. Và hôm nay theo yêu cầu của chị, chúng tôi tập trung ở đây để lắng nghe. Người Quảng Ngãi là như vậy, tính cách của Quảng Ngãi chứ không phải là người Quảng Ngãi cố cố chấp hoặc là thế nào đấy. Những người ở đây cũng trách nhiệm của Quảng Ngãi nghe. Thứ nhất, thứ hai nữa là với phóng viên báo chí thì chúng tôi có một cái nguyên tắc là đồng chí chủ tịch tỉnh đã đưa ra một thông điệp chia sẻ. Thứ hai là chia sẻ cầu thị minh bạch trách nhiệm. Chúng tôi luôn luôn đề cao cái ý chủ tịch công dân và minh bạch trong cái công việc báo chí. Thế thì hôm nay để theo được báo chí về xử lý vấn đề Facebook thì chúng tôi làm việc với công an đồng đưa ra một số thanh tra của chuyên. Tuy nhiên là theo yêu cầu chính thì chúng tôi tổ chức buổi làm việc với chị qua cái buổi làm việc này chúng tôi có cơ sở xem xét và xử lý.